Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt móc một bộ lá cây theo một sơ đồ có sẵn như thế này. Và cách đọc sơ đồ, đầu tiên thì để móc được cái mẫu mà có sơ đồ này, chúng ta cần phải biết các mũi móc nó kỳ hiệu như thế nào. Ở trong cái hình vẽ này chúng ta có một số mũi móc cơ bản, đó là đầu tiên ký hiệu là mũi O, như hình chữ O, hay là mũi móc xít này còn gọi là mũi bính, hay còn gọi là mũi móc xít ấy. Mình đã ghi ở bên này. Tiếp theo là chấm đen này, nó là ký hiệu của mũi dời. Chữ T mà có một gạch ngang này là ký hiệu của mũi kép. Chữ T hai gạch ngang này là ký hiệu của mũi kép đôi. Chữ T ba gạch ngang này là ký hiệu của mũi kép ba. Và chữ X hoặc là dấu cộng này là ký hiệu của mũi đơn. Đây là các mũi móc cơ bản được sử dụng trong cái họa tiết này, họa tiết móc chiếc lá này. Khi nhìn vào sơ đồ này thì các bạn phải xác định được là điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu của cái móc này là ở đâu? Ở đây điểm bắt đầu của chúng ta chính là 6 mũi bính ở giữa này. Đây chính là hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên này sẽ bắt đầu bằng 6 mũi bính, sau đó kết thúc bằng 1 mũi dời. Hàng thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu bằng 3 mũi bính này. Tiếp theo là 1 2 mũi kép, 3 mũi kép. 3 mũi kép xong đến là 1 mũi kép đôi, 1 mũi kép 3. 3 mũi bính, 1 mũi kép 3, 1 mũi kép đôi, 3 mũi kép và 3 mũi bính, kết thúc hàng thứ hai này bằng 1 mũi dời. Hàng thứ ba chúng ta sẽ bắt đầu là 2 4 5 mũi bính này. 5 mũi bính, sau đó là 1 mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép. Móc xuống cái mũi kép đầu tiên này. Tiếp theo là 1 mũi bính, 1 mũi đơn, 1 mũi bính. Sau đó lại lặp lại là 1 mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép. Đây chính là phần ngoài này, chính là của hàng thứ ba. Và chúng ta cũng sau khi móc xong 5 mũi bính này, chúng ta cũng sẽ kết bằng 1 mũi dời là kết thúc hàng thứ ba. Còn cuối cùng chính là phần cuống này. Phần cuống này chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 mũi bính này. 8 mũi bính, sau đó móc thêm 1 mũi bính là mũi bính thứ 9. Rồi quay lại đây móc 8 mũi dời, chính là kết thúc cái hàng thứ tư và đồng thời là kết thúc sản phẩm là chiếc lá này. Bây giờ mình sẽ, sau khi hướng dẫn sơ qua cái cách đọc bản vẽ này, thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện mẫu móc này. Các bạn cùng theo dõi video nhé. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu hàng thứ nhất với 6 mũi bính này. Sau đó chúng ta sẽ nối lại thành một vòng tròn và kết bằng một mũi dời. Đây là mình đã hoàn thành xong hàng đầu tiên. Hàng thứ hai chúng ta sẽ lên 3 mũi bính, sau đó móc 3 mũi kép. Một, hai, ba. Tiếp theo thì mình sẽ móc một mũi kép đôi và một mũi kép ba. Một mũi kép đôi và một mũi kép ba. Tiếp theo là mình sẽ móc 3 mũi bính này. 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ móc qua phía đối diện, nó đối xứng với phía bên này. Gồm 1 mũi kép 3.
một mũi kép đôi. Sau đó là 3 mũi kép. Và cuối cùng chính là 3 mũi bính này. Sau đó mình sẽ kết vào mũi bính đầu tiên này, một mũi dời. Như vậy là kết thúc xong hàng thứ hai của sản phẩm. Hàng thứ ba đầu tiên là mình sẽ lên 5 mũi bính này. Tiếp theo mình sẽ móc ra một mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép vào cái mũi kép đầu tiên này. Một mũi kép này, 2 mũi bính và một mũi kép. Đây, chúng ta móc vào mũi kép đầu tiên. Và mũi kép thứ hai này mình sẽ móc vào đây là một mũi bính, một mũi đơn và một mũi bính. Một mũi bính này. Móc xuống một mũi đơn và một mũi bính. Tiếp theo tại mũi kép thứ ba này mình lại móc là một mũi kép, 2 mũi bính, một mũi kép. Một mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép. Tiếp tục lại là 1 mũi bính, 1 mũi đơn và 1 mũi bính. 1 mũi bính, 1 mũi đơn và 1 mũi bính. Sau đó lại là 1 mũi kép, 2 mũi bính và 1 mũi kép. Một mũi kép, 2 mũi bính, một mũi kép. Vào cái phần 3 mũi bính là cái cùng giữa này, chúng ta cùng xem sơ đồ gồm có một mũi bính, một mũi đơn, một mũi bính, một mũi đơn, sau đó là 2 mũi bính, một mũi kép đôi, 2 mũi bính, một mũi kép đôi. Sau đó 2 mũi bính, 1 mũi kép đôi. Và cuối cùng là 2 mũi bính, 1 mũi đơn và 1 mũi bính. Rồi qua phần phía bên này chúng ta sẽ móc đối diện với phía bên này. Đầu tiên là 1 kép, 2 bính, 1 kép. Chúng ta móc vào cái chân của mũi kép 3 này. 1 kép, 2 bính, 1 kép. Tiếp theo lại là 1 bính, 1 đơn, 1 bính. Tiếp tục lại là 1 kép, 2 bính, 1 kép. Tiếp theo lại là 1 bính, 1 ít, 1 đơn, 1 bính. Và cái chân mũi kép cuối cùng này chúng ta móc 1 kép, 2 bính, 1 kép. Sau đó mình sẽ móc 5 mũi bính. Và chúng ta cũng kết vào cái mũi bính đầu tiên này một mũi dời.
Đây, như vậy là mình đã hoàn thành xong phần lá. Và cuối cùng thì mình sẽ móc cái phần cuống lá này. Mình sẽ móc lên là 8 mũi bính. Sau đó mình móc thêm một mũi bính nữa. Và quay lại móc vào mũi bính số 8 là một mũi dời. Chúng ta sẽ móc lên lượt mỗi mũi bính này là một mũi dời. Sau khi móc xong thì mình sẽ cắt chỉ và kết thúc phần sản phẩm này. Đây. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần sản phẩm với chiếc lá này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.